Wow, hello cả nhà. Novita đang ở đâu dạ? Wow, nhà đẹp quá mọi người ơi. Wow, quá đẹp luôn á. Ây da, turn on the light darling. Wow, nhà quá đẹp luôn mọi người ơi, mọi người ơi. Take off the shoes. Để cởi giày cho mọi người, đi vô nhà dơ. Wow, nhà đẹp quá. Wow, rất là romantic. Trời lạnh quá. Wow, rất là romantic nha mọi người. Wow. Tăng 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 tăng. Hai cái sinh rửa mặt. Toilet. Wow, có bồn tắm bự quá nè. Oh wow. Oh, có máy giặt máy sấy luôn. À. Có đã. Tang 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 tang, đây là tủ đựng quần áo. Cái này là apartment nha mọi người, không phải là khách sạn đâu. Đẹp quá ha. Cái này là nôn với đàn chơi lớn luôn á. Chơi xả láng sáng dậy sớm luôn á. Để bật đèn lên cho mọi người xem nha. Oh. Ồ, có đây tủ quần áo. Ồ, có đây là cái toilet thứ hai. Chỉ có half thôi. Đó. Wow, quá rộng luôn mọi người. Và không cần phải dành toilet nha. Wow, cưng quá. Quá rộng luôn. Mr. Dan là vừa mới tới là thấy TV là đã luôn. Đây là Mr. Dan rất là mệt mỏi. Wow, cưng quá ha. Đây là khu vực nhà bếp, kitchen. Oh man, crazy. Có ai muốn nướng, nấu đồ ăn gì không? Ở đây là tủ lạnh bự luôn. Đúng như trong hình luôn đó mọi người. Nhưng mà nó không nghĩ nó rộng như vậy. Đó, tủ lạnh chống trơn nè. Tủ lạnh chấm chân luôn đó. Tủ lạnh chấm chân luôn. Nước đá quá trời. Đây là nước đá. Wow, quá đẹp luôn mọi người ha. Để nó đi ra coi cái view cho mọi người xem. Trời ơi, cái này mà ở New York chắc cái này ở New York chắc chỉ giá 2.000 đô quá mọi người. Hên quá, Nô có mang thêm một cái đôi dép mang ở trong nhà. Nô sẽ mang dép vô và quay cho mọi người xem. Wow, cái view quá đẹp luôn. Hơi lạnh nha mọi người. À, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Wow. Rất là lý tưởng luôn mọi người. Đây là bộ salon sofa. Mr. Dan vô là lấy sô-cô-la của Baby say hi. Tóc tai bù xù rủ rượi luôn mọi người. Quá đẹp. What do you think my baby? Really nice huh? Rộng lắm mọi người. Rất là thoải mái luôn. Trời ơi, mời khách tới nhà chơi là quá đã luôn. Ok. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nha. Lần sau mà Nô quay lại Houston, Nô sẽ ở chỗ này nữa nha. Rất là thích luôn á. Bye bye, hẹn gặp lại nha.